Em thấy thầy em nghĩ ý A bài làm của em là sẽ bằng 3 phần 4 nhân với 4 nhân 4 phần 3 nhân 3 nhân 3 và trừ đi 7 phần 5 rồi 3 phần 4 nhân này. thứ cả. Tối giản chỗ này là bao nhiêu? Em ghi là 3 3 phần 4 nhân với 4 nhân 4 phần 3 nhân 3 thì ạ. 3 phần 4 thì tối giản cái đoạn đầu đi, 3 dệt cho 9. 9 là 1 phần 1. 1 phần 1 nhân 3 phần 4 phần 3. Đó, trừ đi 7 phần 5. Phép trừ này, trừ chia trừ thành cộng luôn đi. 5. Nhân ngược lên là thành 20 phần 20 phần âm 21. này, một âm này này em này, âm diệt âm rồi này, âm này nó diệt âm này rồi, tức là âm này nhân âm này thành cái dương này rồi. Dạ vâng ạ. Đó. Bằng bằng này 3 phần 4 này. Bằng chỗ này là 3 phần 4 cộng chỗ này tối giản đi, 7 diệt cho 21, 5 diệt cho 20, tức là cũng lại cộng với 1 phần 1. 1 phần 1 nhân với 20 phần 21, 20 diệt 5 thì còn 4, 21 diệt 7 thì còn 3. À đây là 4 phần 3, 4. Đây là à, 4 phần 3. Đây phải là 4 phần 3. Như vậy 4 phần 3 cộng 4 phần 3 sẽ bằng 8 phần 3. Ý B. Bạn Thùy làm bài này này. Thùy ơi. Em thưa thầy là bằng 7 phần 3 trừ 1 phần 3 nhân mở ngoặc vuông âm 3 phần 2 cộng mở ngoặc 2 phần 3 cộng 2 đóng ngoặc. Cộng mấy? Cộng 2. Cộng 2 đóng ngoặc bằng 7 phần 3 trừ 1 phần 3 nhân mở ngoặc âm 3 phần 2 cộng 8 phần 3. Rồi. Bằng 7 phần 3 trừ 1 phần 3 nhân 7 phần 6. Chỗ này là 9, 9, âm 9 này. Cộng mấy nhỉ? Chỗ này là do bao nhiêu? Trừ 1 phần 3 nhân À, đây là 2 phần 3 chứ. 7 phần 6. Âm 2 phần 3 rồi. Vậy là âm 9 cộng với 16 là mấy nhỉ? 7 phần 6 à? Sáu Rồi bằng bằng 7 phần 3 trừ 7 phần 18 bằng 35 phần 18. ở chỗ này thì 18 đi, 18 thì nhân thì 6, 42 phần 18 trừ 7 phần 18 trừ tử bằng 35 phần 18. Rồi chúng ta thấy IC. IC thì nó thấy cũng một số bạn gửi bài thầy giáo rồi. Số bạn đã gửi rồi. Thầy giáo xem nào. Gửi lên. Bác gì đây? IC rồi. Đây. Sẽ các bạn làm đây. Đó.
Em thấy là 20 cộng với lại 9 phần 1 phần 4 thì bạn ấy đổi ra hỗn số thành phân số là 9436 cộng 1 là 37 phần 4. Chỗ này chúng ta nhân lên 80 cộng 37 là 117 phần 4 chia cho 9 phần 4 kết quả 13. Đó, C. Ok. Chúng ta xem đi D xem như thế nào. Ý D. Ý D đây. Nếu mà làm tốc độ mà ở các em làm rồi thì chúng ta chỉ so sánh kết quả thôi, đỡ vất vả. Đó, đây. Đây là đề bài, đây là bài làm. Ta kiểm tra nhé. 6. Chỗ này chính là 14 phần 5. Chỗ này là 5. 1, 3 phần 5 chính là 8 phần 5. Nhân 1 phần 4. Vậy sẽ bằng... Chỗ này là 30 trừ 14 là còn 16 phần 5. Nhân với lại 25 phần 8 thôi. Đấy, kết quả bạn ấy ra 10 trừ đi 32 phần 5. Kết quả này đúng. A, B, C, D. Chúng ta xem ý E. Ý E. Đây là ý em. 32 phần 15 chia cho chúng này cho thấy là âm 6 phần 5 này. Là 5 nhân 1 cộng lại 1 là 6 phần 5. Cộng 3 phần 4, 4 phần 3. Đây, chỗ này bạn ấy quy đồng luôn. Nên là âm 18 cộng với lại 20 phần 15. À. Đây phải là âm 2 phần 15 đúng không? 2 phần 15 là đúng không? Và lấy 32 phần 15 mẫu 32 chia cho 2 là 16. Này đúng. Ta xem ý G. Đây là ý G. Không phẩy hai, không phẩy hai nhân với lại 15 phần 36, vậy tối giản đi sẽ là 1 phần 12. Tại sao vậy? Không phẩy hai chính là 1 phần 5 nhân 15 phần 36. 15 phần 36 tối giản cho 3 đi thì còn 5 phần 12. Vậy 5 diệt 5 còn 1 phần 12. Bạn làm đúng. Cộng với này, chỗ này là cái ngoặc này bạn tính ra là 16 phần 15. Từ 6 cộng 10 trên 15. Đúng. Chia cho 6 phần 5. Kết quả đúng. G. Đây chúng ta còn có một ý H nữa. Ý H đây. Và một ý G này nữa, ý G đây. Hai ý G. Chúng ta đây là ý G phẩy đi. G này là G phẩy nhé. Ý H. Ý H thì bạn ra một.
Có ai ra kết quả IH chưa? Rồi ạ. Ra bao nhiêu? Vòng 1 ạ. Đây. Để bỏ cái này đi đây. Đây là IH. Chúng ta cũng cứ đổi hỗn số ra phân số. Cứ đổi hỗn số ra phân số này. Tính cho dễ. Hỗn số này ra phân số này. 0,75 là 3 phần 4. Đúng. Cái tổng này bạn ấy tính luôn. Tính hơi nhanh. Bản chất là 8 phần 15. 8 phần 15. Cộng 1 phần 4. Mẫu chung sẽ là 60. Sẽ bằng 32 cộng 15 trên 60. 35 cộng 12 là 47, 60. Đúng. Nhân với 24 phần 47. Kết quả này 7 trừ 2 là 5, 5 phần 5 1. Đó. Ý cuối cùng ý y ý gặp phải. Này. Đó. Chúng ta thấy là 5. Các bạn ấy cũng đổi ra. Chỗ này là 19,4 này. Chỗ này là 25 cộng với 28, 53 và 28 thì đúng này. Cái tổng này bạn tính ra là mẫu chung là 40. 40 vì 5, 53 15, 15 cộng 9. À đây. Sao nhỉ? 5, 5, 3, 15. 15 cộng 18 là 33. Đúng không? Con này đúng. 5 này. Chỗ này bạn tính ra là 20 phần 7. 11 phần 8, chỗ này giữ nguyên. Đấy, kết quả này đúng. 300 trừ đi 35 bằng 265. Ok. Nói chung là các bạn đã làm bài tập về nhà, trình bày rất là tốt. Rồi, phải 4 tìm x. Tới 10 ý. Còn bạn làm ý A này. Ý A. Thùy làm ý A này. Em thưa thầy là chia 46 phần 15 X. hình như hai ý này em gửi cho thầy rồi thầy ạ. Rồi, 46 phần 15 bằng Bằng M3 phần 2 x sẽ bằng 3 phần 2 3 phần 2 nhân 46 phần 15. rồi. X sẽ bằng X bằng bao nhiêu này? 3 phần 2 5 nhân 23 36 bằng 23 phần 5. phần 5. Rồi, ok. Mày bạn Thùy Anh là B này. Anh thưa thầy, 5 à x bằng 37 phần, thôi em đổi trước ạ. Đổ trước. Bằng 37 phần 39 phần 7 chia cho x bằng 13. X bằng 39 phần 7 chia 13. X bằng 3 phần 7 ạ. Rồi, ok. Xin mời làm ý C, Khánh Linh nào. Khánh Linh đâu, bật mic xem nào. Linh ơi. Được rồi. Cho Bằng em in Liên. C cho thầy.
À, được rồi, Linh đâu? Tiếp đi. 7x trừ đi 3x còn mấy x? 4x. 4x. Rồi. 4x bằng 3,2. X sẽ bằng bằng bao Ba nhiêu? phẩy hai 3,2 chia 4. Chia cho 4. X bằng bao nhiêu? X bằng 0,8. 0,8. Rồi. Ok. D. D. Ngân làm Cho chưa? Ngân ạ. Ừ, bà Ngân. Cho Ngân ạ. Rồi. Em thưa thầy, ID em nghĩ là Đổi ra hôn số đi. Đổi. Hôn số đổi ra hôn số là bao nhiêu đây? hai 8/3 ạ. Đúng, 8 phần Phần 3 3x nhân x cộng cộng với 26/3 bằng 10/3. 8 phần 8 3. phần 3 nhân với x sẽ bằng 10 phần 3 trừ đi 26 phần 3. Âm 16 phần 3 sẽ bằng âm 16 phần 3. X sẽ bằng âm 16 phần 3 chia 8 phần 3. Và x bằng âm 2 ạ. Rồi, ok. Xin mời làm ý E. Tốt rồi. Ý E. Thảo nào. Ừ. Đây chúng ta đổi hỗn số ra phân số 3 nhân 7 là 21. 21 cộng 2 23 phần 7x. Thảo cứ bật mic lên đi. Thầy em đây. À rồi, bằng trừ đi 1 phần 8 bằng chỗ này là bao nhiêu? 2/8 83 11 phần 4 11 phần 4. Rồi, 23 phần 7x sẽ bằng 11 phần 4 cộng 1 phần 8 bằng bao nhiêu nhỉ? 22. 22/8 cộng 1/8 là 23/8. Rồi, tốt quá. X sẽ bằng x bằng 23 chia cho chia 23. 23/7 x bằng ngược lên 7/8. Rồi. Ok, xin cảm ơn. Mời bạn Thùy làm đi hát nào. Em đưa thầy bằng x nhân 2/3 trừ mở ngoặc 2/3 trừ 1/2. X 2/3 trừ đi 1/2 bằng 5. X nhân 1/6 bằng 5/12. Năm phần 12 chia 1/6 chia 1/6 bằng 5/2. Bằng 5/2. Vậy x bằng 5/2. Rồi, ok. Thúy Anh làm ý y nào. Em thưa thầy, ý y bằng 9/4
9 phần 4 mở ngoặc x trừ 22 phần 3 bằng 1,5. 1,5 rồi. X trừ 22 phần 3 bằng 1,5 chia cho 9 phần 4. 1,5 đổi cho phân số đi. Thì là 3 phần 2 đi. Chia cho 9 phần 4. X trừ 22 phần 3 bằng 2 phần 3. 2 phần 3. 2 phần 3. X bằng 2 phần 3 cộng với 22 phần 3. X bằng 8 ạ. 24 phần 3 x bằng 8. Rồi, rồi, cho các em làm ý K, ý M, ý N một chút, gửi bài thầy giáo nhá. Theo ý K bạn trình bày khá dài. Đấy. Đầu tiên là cái ngoặc này hoàn toàn giữ nguyên cho đến gần như là cuối cùng. Giữ nguyên hết nhé, chúng ta chỉ xử lý cái ngoặc kia thôi. Đây. Chuyển 5 phần 4, 4 phần 5 sang thì thành 1 trừ đi 4 phần 5. Đúng này, những cái kia giữ nguyên này. 1 trừ 4 phần 5 chính là 1 phần 5. Này chưa được rồi. Sao đã chuyển cái kia sang đây được? Đây là chia thì phải chuyển đến nhân chứ. Vì thì anh thùy nghe chưa? Vâng. Này chưa được. Cái này chúng ta trình bày như sau. Trước hết là chúng ta cứ xử lý từng đoạn một đã. Cái này rất là dài. Một trừ đi 3 phần 10 trừ x chưa động chạm gì, cái này hoàn toàn giữ nguyên, chia cho 19 phần 10 trừ 1 trừ 2 phần 5 bằng 1 trừ đi 4 phần 5. Bước 1 này đúng rồi. Đoạn này hoàn toàn giữ nguyên. Đây, hoàn toàn giữ nguyên. Bằng 1 phần 5. Đấy. Như vậy chúng ta thấy là sẽ tách thành cái này. Bây giờ chúng ta sẽ tính trong ngoặc này trước cho nó gọn đi. Nó dễ nhìn thôi. À, chúng ta tính cái chỗ này thì đáng lẽ là chúng ta để nguyên, nhưng mà từ lúc nãy quên mất thì chúng ta không xử lý luôn. Đó là 1 trừ đi 3 phần 10, 1 trừ đi 3 phần 10 thì chính là 7 phần 10. Gọn bớt đi, đỡ cành càng. Chia cho chỗ này chúng ta quy đồng thành mẫu 10 đi. Đây chúng ta làm nháp ra đây một chút. 19 phần 10 này, cái số 1 này thì chính là trừ đi 10 phần 10 này. Còn 2 phần 5 thì các em đưa ra đây thì sẽ là 4 phần 10 này. Như vậy 19 trừ 10 là 9. 9 trừ 4 là 5 phần 10. 5 phần 10 chính là 1 phần 2. Chia cho 5, chia cho 1 phần 2. Cái gọn gàng đi. Bằng 1 phần 5. Đấy, từ một bài toán rất là cành càng, chúng ta thu gọn bớt đi rồi. 7 phần 10 trừ x sẽ bằng 1 phần 5 nhân với 1 phần 2. Chỗ này chính bằng 1 phần 10. X sẽ bằng 7 phần 10 trừ đi 1 phần 10. X sẽ bằng 6 phần 10. Tối giản đi, chia cả từ mẫu cho 2, 3 phần 5. Đó. Cái nháp này chúng ta bỏ đi. Đấy là ý K.
Chúng ta trình bày ý mờ. Mời bạn Thúy Anh. Thưa thầy, em đổi là 14 phần 5 x 14 phần 5 trừ x. 32 bằng âm 90 nhân 2 phần 3. Rồi. 14 phần 5x trừ 32 bằng âm 135. Âm 135. Vâng. Rồi. 2, à nhầm, 14 phần 5x bằng 130 âm 135 cộng 32. 14 phần 5x bằng 1 âm 103. X bằng âm 103 chia cho 14 phần 5. X bằng âm 515 phần 14. Rồi, cảm ơn. Đấy, chúng ta còn một ý nữa. Đúng nào. Cho Ngân ý nào cho thầy. Rồi, Em thưa thầy sẽ bằng mở ngoặc đơn 4,5 trừ 2x đóng ngoặc đơn bằng 1 phần 2 trừ 95. 4,5 trừ 2x nhân bao nhiêu? Bằng 1 phần 2 trừ 95 ạ. Chỗ này là bao nhiêu? Bằng 1 phần 2 trừ 95 ạ. 1 phần 2 ở đâu nhỉ? 1 phần 2 là 4, à 1 4 phần 7 thầy. Không đúng. 1, 4 phần 7 đổi ra hôn số là bao nhiêu? 11 11. phần 7. 11 phần 7 đã. Em làm tắt quá. Bằng 11 phần 4. Ngân nha. Dạ vâng. 4,5 trừ 2x sẽ bằng 11 phần 4. 11 phần 4 chia cho 11 phần 7. 4,5 trừ đi 2x. 4,5 chính là đổi ra phân số chính là 9 phần 2. 9 chia 2 là 4 rưỡi. Bằng chỗ này sẽ là 7 phần 4. Ngân làm tiếp nào. Ngân ơi. Dạ. Tiếp Dạ. nào. Em thưa thầy sẽ ra là 2x bằng 9 phần 2 trừ 7 phần 4 ạ. 2 bằng bao nhiêu đây? 2x sẽ bằng 9 18 phần 4 trừ đi 7 phần 4 sẽ bằng 11 phần 4. X bằng bao nhiêu? Tích bằng 11 phần 4 chia cho 2 ạ. Bằng bao nhiêu? 11 phần 8. Lấy mẫu nhân với cái số nguyên 11 phần 8. Rồi. Thầy cái đề bài đó là 11 phần 14 mà thầy. À ừ nhỉ. Rồi. Em không nói. Rồi 11 phần 14. Nhầm rồi. Lúc nãy bạn Ngân chắc làm đúng rồi. 11 phần 14. Đây phải là 11 phần 14. Hay nhầm. Đây sẽ là 1 phần 2. Bạn làm như vậy tại sao lúc nãy bạn làm tắt mà 1 phần 2. Vậy thì 9 phần 2 trừ đi 1 phần 2. Ngân nó mới làm đúng đấy nha. À, dạ vâng ạ. Ừ. Trời ơi. 8 phần 2 là 4.
nhưng mà không cãi. Em Bốn không cãi được. cãi chứ, x bằng 2 nó chỉ tắt thôi. Bạn lúc nãy bạn làm ra 1 phần 2 này, nhưng mà chỉ có nói là đúng nhưng mà nó tắt, đúng không? Thêm bước nữa. Rồi. Đấy, 5. Mời bạn Ngân làm nhị an. Em đưa thầy là số học sinh thích chơi bóng đá là 50 nhân 3 phần 5 bằng 30 học Rồi, sinh. rồi. Số học sinh thích bóng đá là 50 50 nhân 3 phần 5 bằng 30 học sinh ạ. rồi. 3 phần 5 thích chơi bóng đá mà. Rồi. Tiếp theo IB. Em làm rồi. Bạn nào nhỉ? Ngân làm tiếp ạ. À? Thì anh ạ. Không. Thì anh, thì anh. IB. Em có thể là số học sinh thích chơi đá cầu là 50 nhân 80% bằng 40 học sinh ạ. Đá cầu. Là 80%, tức là 50 nhân 80% bằng bao nhiêu? 40 học sinh ạ. 40 học sinh. Rồi. Bao nhiêu học sinh thích chơi cầu lông? 7 phần 10 số học sinh thích chơi cầu lông. C. Đó. Mời bạn Liên nào. Là 50 nhân Trả với 7 lời, phần trả lời, 10. trả lời. Số học sinh đi chơi cầu lông là 50 nhân với 7 phần 10 bằng 35 học sinh. 50 nhân 7 phần Nhân 10. 7 phần 10. Rồi. Này dễ quá nhỉ. Đây. Hai bạn Bắc và Trung có một số bi. Đây. Số bi của Bắc chiếm 3 phần 2. Vậy thì số bi IA này, số bi của Trung. Của Trung. Chiếm lấy 1 trừ đi 3 phần 5 thì bằng 2 phần 5 tổng số bi. Như vậy thì suy ra là phân số thể hiện, phân số hiện biểu thị, biểu diễn số bi. Số bi của Bắc nhiều hơn Trung. Là nếu ông Bắc trừ đi ông Trung 3 phần 5 trừ 2 phần 5 bằng 1 phần 5. Mà Bắc hơn Trung. Năm viên bi. Bắc hơn Trung 5 bi, 5 viên mà lại hơn nhau là 1 phần 5. Vậy thì suy ra số bi của cả hai bạn là 1 phần 5. 5 chia cho 1 phần 5 bằng 2/5.
25 viên. Cả hai bạn có 25 viên. B. Mỗi bạn có bao nhiêu viên? Số bi của Bắc là ba phần năm nhân 25 bằng 15 viên. Số bi của Trung là lấy 15 trừ 5 bằng 10 viên. Viên bi. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ làm bài tập số 7. À, tôi gọi mẹ Hoàng Liên. Ngày thứ nhất. Liên đâu? Ngày thứ nhất trồng một số cây là 56 chia 3 phần 8 là 56 nhân với 56 nhân với 3 phần 8 chứ này. Nhân 3 phần 8 bằng bao nhiêu? Bằng 21 ạ. 7 3 7 21 cây. Thế là ngày thứ nhất được 21 cây. Ngày thứ hai suy ra số cây còn lại là 56 trừ đi 21 bằng 35 cây. Còn lại 35 cây. Số cây trồng được ngày thứ hai là ngày thứ hai trồng được số cây là ngày thứ hai trồng được số cây là 4 phần 7 nhân 35 35 5 35 chia cho 7 5 5 nhân 4 20 cây. Như vậy là ngày thứ tính số cây lớp xóa trồng được mỗi ngày. Vậy thì ngày thứ ba, ngày thứ ba trồng được số cây là 35 cây. 35 trừ đi 20 15 cây. Vậy thôi. Ba bài toán cơ bản phân số. Rồi. Ba lớp có 45 em. Đạt học sinh giỏi. Có học sinh giỏi không? Số học sinh lớp 6A bằng 1 phần 3 số học sinh. Số học sinh lớp 6B thì chiếm 120% số học sinh của 6A. Như vậy phải tìm số 6A trước. Đây. Số học sinh giỏi lớp 6A là lấy 45 nhân 1 phần 3 15, đúng rồi. Lớp 6B thì là chiếm 120% của 6A. Số học sinh lớp 6B bằng 120 nhân với 120%, đúng rồi. Chính là nhân với 15 nhân 120%. Viết thế này là khó nhìn. Số học sinh giỏi 6C là
Đem trừ đi hai cái lớp kia thì ra 6C. Ở đây chính là 15 nhân với 120%. 15 nhân với 120 phần 100. Chính là bạn ấy ghi là 15 chia cho 100, sau đó là nhân với 120 đấy. Nhưng mà chúng ta cứ ghi truyền thống là 15 nhân 120% nhưng dễ nhìn. Đấy. Rồi. Nói chung là các bạn đều làm đúng nha. Đây là bài tập về nhà. 9 về 10 nó đưa vào trong nhóm lớp nha. Đó là rồi, xin chào cả lớp. Em chào thầy ạ. Rồi. Em chào thầy ạ. Xin chào. Em chào thầy. Rồi.